Chiều ngày 13 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phạm Tấn Lộc, sinh năm 1986, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị tuyên phạt 13 năm tù. Bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn, sinh năm 1979, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, bị tuyên phạt 10 năm tù, cùng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm tù cùng về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với mỗi bị cáo. Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu ngân sách nhà nước gần 51 kg vàng cùng một số tang vật trong vụ án. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 100 triệu đồng về tội buôn lậu và 50 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận 51 kg vàng trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.